Hello my friend, xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một bộ sưu tập mới của nhà Ophelia. Bộ sưu tập này thì có tên là Lolly, bao gồm 3 màu má dạng kem và 5 màu son bóng. Thì bây giờ chúng mình sẽ nói qua một chút về phần packaging nha. Về phần thiết kế lần này của Ophelia thì sẽ lấy tông chủ đạo là màu hồng và màu cam pastel. Đây là cái màu mình thấy khá là đặc trưng của Ophelia luôn rồi ý. Thiết kế thì khá là đơn giản nhưng mà trông vẫn rất là xinh và sang. Điểm mình thích nhất của cái cây son này là cái nắp son mọi người ạ. Cái nắp son thì nó trong suốt như kiểu là một viên pha lê ấy. Và trên đầu son thì sẽ khắc tên từng màu son nha mọi người. Cọ son thì sẽ là một cái cọ bông mềm vắt xéo ôm môi. Lượng son lấy ra từ cọ thì mình thấy nó không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, đủ để cho mọi người đánh một lần lòng môi rất là đẹp luôn. Còn về thiết kế của cái phần má dạng kem ý thì mình thấy siêu siêu dễ thương luôn mọi người ạ. Thiết kế thì kiểu lùn lùn, ú ú, đặc biệt là cái cọ ấy mọi người ạ. Bởi vì trong tất cả những cái mỹ phẩm của mình thì mình chưa sở hữu một cái bạn nào mà có cái cọ trông nó như thế này, nên là mình rất là hứng thú với cả cái bạn phần má này luôn. Màu má thì gồm 3 màu Rosy, Almost Love và Envious. Hai màu đầu tiên thì mình thấy sẽ dễ dùng hơn cho những bạn nào có da từ trung bình đến da trắng. Còn màu Envious cuối cùng thì mình thấy nó sẽ hợp với cả mọi tông da hơn. Với cả do cá nhân mình ấy thì mình rất là thích đánh má đậm, nên là mình sẽ sử dụng màu Envious nha mọi người. Như ban nãy mình có nói với mọi người thì cái cọ này nó lấy ra một lượng phần má khá là nhiều. Mà cái màu má này thì nó lên màu khá là đậm chuẩn ý. Nên là mọi người chỉ cần lấy một cái chấm nó bằng hạt đậu thôi là đã đủ cho một bên má rồi. Vì cái phần má này nó ở dạng kem ý, nên là mọi người phải đánh trước bước phấn phủ nha. Nên là khi đánh thì mọi người cứ đánh đậm hơn một xíu, tí nữa mình phủ phấn lên thì cái màu má nó sẽ nhạt hơn một chút. À, có một điểm nữa là mình thấy cái mùi của phần má này nó rất là thơm luôn ý mọi người. Một cái mùi như kiểu mùi kẹo ý. Nói chung là mùi này thơm lắm luôn, mình nghĩ là ai cũng sẽ thích cái mùi này thôi. Ok, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào phần swatch 5 màu son bóng nha mọi người. Màu đầu tiên là màu Sunny Cali. Màu này thì sẽ là một màu đỏ đất không quá chậm mọi người ạ. Mình nghĩ là những bạn nào mà không hợp với những cái tông đất nó quá là nhiều đất khiến khuôn mặt của mọi người bị dưới thì đây sẽ là một lựa chọn khá là an toàn luôn. Màu này khi mà tán ra hoặc là khi son trôi đi thì sẽ không để lại một cái lớp màu hồng xến. Nên là mình thấy màu son này sẽ dễ dùng cho tất cả mọi người, rất là tôn da và tôn men răng luôn. Màu son tiếp theo là màu 2Q. Màu này thì sẽ là một màu hồng trà có ánh tím. Nhưng mà ánh tím trong màu son này thì sẽ là ánh tím trầm nha mọi người. Nên là màu son này thì mình thấy sẽ không kén da đâu. Kể cả những bạn da ngăm thì mọi người cũng có thể sử dụng được cái màu son này. Còn về mùi hương của bạn này thì mình thấy có một cái mùi giống như kiểu mùi trà đào ấy mọi người. Và mình nghĩ thì trà đào thì sẽ không ai chê đâu đúng không? Và mình là một đứa rất là nghiện trà đào luôn. Nên là về mùi hương của bạn này thì sẽ là một điểm cộng nữa đối với mình. Tiếp theo thì sẽ là tông màu The Hit. Màu này thì sẽ là một màu nâu cam vàng. Tông màu này đích thị ở sinh ra để dành cho mùa thu luôn này mọi người ơi. Màu này thì mình thấy dù nó khá là chậm đậm nhưng mà không quá khó dùng. Mình chỉ cần make up thêm một chút má nữa làm dùng màu này rất là xinh luôn. Về chất son của bạn này thì mình thấy có thể so sánh với cả chất son của Romaine Classic Water Tint luôn. Bởi vì cái chất son này khi mà đánh lên môi thì mình thấy nó rất là nhẹ môi luôn, như kiểu không đánh son luôn ý. Và cái lớp bóng ở trên môi thì nó rất là trong veo, như kiểu một màng nước ở trên môi, chứ không bị quá là đặc như là những cái dòng son bóng khác. Tuy nhiên về chất son khá mỏng nên khi đánh lên môi thì rất dễ tràn vào miệng và dính vào răng với mọi người. Nên cách để khắc phục cái điểm này thì mọi người chỉ nên layer từng lớp mỏng thôi. Nếu như mọi người thấy nhạt thì mọi người có thể đánh thêm một lớp nữa. Kế tiếp thì sẽ là màu Light City. Màu này thì sẽ là một màu cam san hô nha mọi người. Ban đầu khi mà đánh màu này lên môi ấy, thì mình thấy nó khá là tươi. Nhưng mà khi son nó đã set hoàn toàn vào môi của mình rồi thì mình thấy màu son này nó sẽ trầm hơn. Nhưng mà để khuyên dùng ấy thì mình thấy màu son này nó sẽ vẫn hợp hơn với những bạn nào có da từ trung bình đến da trắng. Còn những bạn da ngăm sử dụng màu son này vẫn được. Nhưng mà cần mọi người phải có thêm một chút make up nha. Về độ bám màu của bạn này, xét về lớp bóng thì sẽ giữ ở trên môi tầm 2-3 tiếng nếu như mọi người không ăn uống gì. Có ăn uống thì lớp bóng nó sẽ dần trôi đi. Còn xét về cái lớp màu thì mình thấy cái lớp màu này bám ở trên môi siêu lâu luôn.
Nếu như mọi người chỉ ăn uống kiểu bình thường nhẹ nhàng thôi thì lớp màu trôi đi vẫn còn ở trên môi tầm 60%. Người ăn một bữa lớn, ví dụ có rau mỡ chẳng hạn, thì cái lớp màu nó sẽ trôi đi và để lại cái lớp chin ở dưới. Và cái lớp chin này bám ở trên môi thì rất là chặt luôn. Nên là mình nghĩ bạn nào mà đi date mà muốn đánh son bóng, kiểu như làm cho môi của mình căng mọng hơn, nhưng mà mọi người sợ là khi mà ăn uống với người yêu thì son sẽ trôi đi thì hơi ngại một chút, thì mình nghĩ cái độ bám của em son bóng này sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người. Màu son cuối cùng là màu mousse green. Màu này thì sẽ là một màu hồng đỏ đất. Mình thấy mùa đông ý thì mọi người không nên thiếu màu này đâu, bởi vì màu này nó sẽ không kén da. Đánh lên da thì trông da mình rất là sáng và men da của mình cũng rất là trắng luôn. Để tổng kết lại cho bộ sưu tập lần này của nhà Ophelia thì mình thấy rằng là không có điểm gì để chê cả. Màu son thì khá là trendy, packaging thì làm khá là bắt mắt và đặc biệt là chất son thì nó khá là ổn áp luôn. Và mình nghĩ mùa đông thì cũng đã đến rồi thì mọi người có thể thưởng cho mình một cây son bóng nha. Mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye!